Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về số phận con người. Vì vậy, tướng đàn ông như thế nào sẽ là người thông minh, thành đạt, tài lộc tân tới? Tướng nào sẽ là người trường thọ? Mời anh chị chú ý đón xem. Tướng người thông minh, thành đạt, tài lộc tấn tới. Dân gian có câu, trán cao phúc đức vô cùng, mày cao mắt sáng tinh thông hơn người. Theo diện tướng học, trán là bộ phận quan trọng trong việc xem xét năng lực cũng như vận may của cá nhân. Xét riêng về mặt trí tuệ, sự khác nhau ở mỗi người sẽ tùy đặc điểm độ cao, chiều rộng, màu da, tính cân đối, độ bằng phẳng của trán. Trán tuy rất quan trọng nhưng không mang tính độc lập hoàn toàn, chúng luôn liên kết hỗ trợ, chế ngự và bị chế ngự bởi các yếu tố khác. Vì vậy, ngoài trán có thể xét đoán đến khi mà nhìn ở một số cơ quan khác như mắt, mày, tai, nốt ruồi. Người thông minh thường có các dạng trán sau: trán cao rộng, trán cao rộng và vuông, trán tròn cao đầy đặn, trán lẹm, trán cân xứng, hơi lồi lõm nhưng cao và rộng, trán gồ phía dưới nhưng cao và rộng. Ngoài ra, trán cao có góc tròn là người có năng khiếu nghệ thuật, trán cao trung bình có khả năng tưởng tượng và óc sáng tạo tốt, trán thấp hẹp có góc tròn tuy có năng khiếu về nghệ thuật nhưng không đủ điều kiện để khẳng định điều đó, trán rộng nhưng độ trung bình thì thiếu chủ động trong công việc, trán rộng thấp thì thiếu sáng tạo, trí nhớ kém, trán rộng với phần dưới phẳng thì trí tưởng tượng kém, trán vuông thấp hẹp thì tư duy thiển cận, trán rộng với phần trên bằng phẳng và rộng, chủ nhân là người mơ mộng, trán gồ giữa, chủ nhân là người hay sống trong sự hoang tưởng. Tuy nhiên, nếu là người trán cao nhưng hẹp thì lại là người kém trí tuệ. Miệng của người thông minh có góc cạnh rõ ràng, mở to, khép nhỏ, môi trên có vân, hai môi cân xứng, sắc môi hồng nhuận. Nhân chung, khoảng cách từ môi trên đến chóp mũi có hình tam giác là tướng miệng tốt nhất. Người có tướng miệng này là người thông minh, nhân hậu, tài năng hơn người, thành công trong sự nghiệp. Lông mày có nốt ruồi là người thông minh, hiền hậu mà được sang quý. Lông mày trông như trăng non, thông minh hơn người. Góc mày và tóc mai là người thông minh, tuấn nhã. Mắt của người thông minh thì thường sáng, sáng trong, sáng xanh, lòng đen trắng rõ ràng, lòng đen nhiều hơn lòng trắng. Tướng mắt cân đối, đây cũng là một phần của người quân tử chính trực. Tai người thông minh thì có vành bờ phân minh rõ ràng. Để xét đoán tướng người thông minh cần phải kết hợp với xem đường chí đạo trong bàn tay chủ nhân. Bởi đường chí đạo thể hiện về trí tuệ mỗi người, trong đó gồm trí thông minh, học vấn, tư tưởng. Chí đạo tốt khi dài, sâu, rõ ràng và hồng hào, thể hiện là người thông minh, có óc suy đoán tốt, có tính trung thực, thanh liêm, giàu lòng bác ái. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, khái niệm thông minh ở đây nhìn góc độ nhân tướng học theo kinh nghiệm của cổ nhân, nó không trùng với chỉ số IQ. Một số khái niệm hiện đại được xem là thước đo của trí thông minh của người thời nay. Nối tiếp chương trình lần này, Phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những tuổi khi có những đặc điểm trên sẽ càng có may mắn trong năm 2020. Có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, tình duyên viên mãn. Mệnh chủ tuổi Thân, tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của tuổi Thân, vận thế tổng thế coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa Thái Tuế là thương quan của mệnh chủ tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân năm nay có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác, nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020.
Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng mà năng lực của bản thân cũng được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến. Vì là năm của sự nghiệp hanh thông nên quyền thế thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa tứ lục văn xương đến là khôn của thân. Một vài người làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán văn nghệ thiết kế đang có chủ tính, thực hiện các dự án thiết kế phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho mệnh chủ tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, thái tuế thương quan hợp thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm này rất vượng, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh. Mặt tình cảm có nhiều hơn sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp thái tuế, cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc cho mình. Mệnh chủ tuổi Thìn, tam hợp thái tuế quý nhân vượng. Mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên sẽ rơi vào năm Canh Tý tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật. Năm nay hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân, cho nên với mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên vận tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ những công việc chính của mình, những công việc vụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam mệnh chủ, tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân nên nắm bắt tốt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng văn tinh, cho nên năm nay những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm nay. Nếu như có vật nuôi trong nhà, cần phải chú ý đến sức khỏe, vệ sinh để tránh vật nuôi bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra, hãy luôn mang theo bên mình mặt Bát Bảo Tâm Kinh để gặp hung hóa cát. Tuổi Tỵ. Luận giải tử vi về sự nghiệp của tuổi Tỵ trong năm 2020, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên không được tốt, chẳng được tạo điều kiện phát triển đúng với khả năng của mình. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ, chỉ cần sơ suất lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân, bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang dùng để thăm dò thực lực, quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cho cơ hội thể hiện mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mong đợi. Công việc không quá phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến, khiến con giáp này nhục chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc, mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng có vô khối những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng. Bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh để xem bản mệnh có thể vứt phá được và có tạo điều kiện được cho mình. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu.
Tuy cơ may thăng tiến không nhiều, nhưng nếu con giáp này kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp mà thôi. Đừng chán nản, bất mãn mà buông xuôi, cũng đừng tìm cớ lách luật qua mặt cấp trên, bạn sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp. Còn xét về tài lộc, có thể do canh kim lộ xuất thiên tài mà chính tài sinh chính quan tọa tại tý thủy nên bị cản trở trong công việc. Thủy hỏa bất dung khiến thu nhập từ công việc chính khó bề gia tăng. Tài lộc trong năm canh tý chủ yếu là những nguồn thu phụ, thái tuế hóa thiên tài, đầu tư ngắn hạn sẽ có lợi hơn. Đừng tham mà đầu tư lâu dài, dễ xảy ra bất trắc. Càng không nên đầu tư mạo hiểm hay chơi cờ bạc đỏ đen. Cần phải tìm hiểu rõ về các quy định của pháp luật, đồng thời xem xét thật kỹ để tránh những tổn thất, tổn hại nghiêm trọng. Nên kiếm việc làm thêm thu nhập từ nghề tay trái ổn định và vững vàng hơn, góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại, chăm chỉ làm lụng tất sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống dư giả hơn. Đặc biệt với những người kinh doanh buôn bán, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra thì do năm nay tiểu hao và nguyên thần còn gọi là đại hao chiếu mệnh nên trong năm nay sẽ có những tổn hao trong tài vận, cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết để tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Để tốt nhất, mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy thất tinh bắt quái trận đồ treo trong phòng khách để kích hoạt công tài vận, quan vận. Rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh, muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức, muốn thăng quan tiến chức. Tuổi Sửu tiến sang năm 2020, vận trình tuổi Sửu năm canh tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tý thủy tọa tại thứ tải cát tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tuổi Sửu cho thấy năm nay việc hợp tác làm ăn thì sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng được chỉn chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình, hơn nữa tài lộc tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ còn giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, còn giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, công việc cần lưu ý, kẻo vướng họa khẩu thì thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc diện. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được bình an may mắn. Trong năm phạm tam tai, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bạn có thể thiếu do dự quyết đoán, không đủ tự tin, cũng dẫn đến thất bại khó tránh, nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tý thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực nặng gánh khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu. Về sự nghiệp của tuổi Sửu vào năm canh tý, canh kim lộ xuất thương quan tý thủy tọa thứ tài, trong năm tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo sẽ đạt được thành công và các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế để được may mắn bình an. Phần cuối trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nét tướng của người sống thọ nhé. Quý anh chị đừng rời khỏi màn hình. Dân gian ta có câu tai dày có trái sống lâu, tai dày mà rỗng của thâu không bền. Theo nhân tướng học, tướng người trường thọ phải hội tụ đủ tối thiểu 7 điều kiện sau đây. Lông mày phối hợp thích nghi với râu và tóc, càng về già càng dài lại là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên dưới tuổi 30 mà lông mày đột nhiên dài ra một cách bất thường lại là chứng yểu mệnh. Tai có luân quách rõ ràng, lớn và dày, rắn chắc, sắc tươi nhuận. Sống mũi, phần niên thượng, thọ thượng đầy và có thịt. Nhân trung sâu và rộng, răng chắc chắn, tiếng nói rõ ràng vang dội, thần khí sung túc.
Ngoài ra thì những dấu hiệu sau đây cũng liên quan khá mật thiết với tướng thọ mệnh, cổ phía dưới có thêm lớp da trễ xuống vai. Trường hợp khi người đứng tuổi và mập, nếu là lộ hầu thì âm thanh phải trong trẻo và cao. Xương lưỡng quyền vững vàng và ăn thông lên ngang phía xương hai bên đầu phía trên và sau tai nổi cao rõ rệt. Ngũ nhạc gồm trán, mũi, cằm, lưỡng quyền trái, phải đầy đặn và đúng cách cục. Đến tuổi trung niên khoảng 30 tuổi, tai mọc lông dài hoặc là lông mày bắt đầu mọc dài và sắc thái tươi nhuận. Lưng rộng, bụng dày. Người có đầy đủ tất cả các điều kiện kể trên theo cổ nhân chắc chắn là tướng trường thọ trong trường hợp bình thường. Tuy nhiên, khi đoán định về thọ yểu còn phải kết hợp với cả xem tướng bàn tay, nhất là đường sinh đạo. Một đường sinh đạo dài, rõ nét, không bị đứt quãng, thể hiện tuổi thọ, sức sống của chủ nhân. Tuy nhiên, không thể nói thọ yểu phụ thuộc vào hoàn toàn độ dài ngắn của đường này, vì rằng nó còn được hỗ trợ hoặc là chế ước bởi các đường trí đạo, tâm đạo và ngón tay cái. Tướng người non yểu. Một cá nhân bị xem là có tướng non yểu nếu đồng thời phạm 7 khuyết điểm sau. Lông mày đẹp đẽ về hình thức nhưng hỏng về thực chất, sợi thô vàng, sắc khô héo, lông mày mọc rệ xuống phía dưới mi cốt, dáng vẻ lạnh lẽo. Tai nhỏ úp xuống phía trước mặt, tai quá mềm và sắc không sạm, tai quá mỏng, nhĩ căn bạc nhược. Mũi gáy khúc, sơn căn. Gốc mũi nằm ở hai mắt, gập xuống, chuẩn đầu mũi nhỏ nhọn, khiến mũi trở thành liệt thế. Đầu nhỏ, cổ dài, trán nhỏ nhọn và nổi gân xanh, thiếu niên mà đi hoặc là ngồi so đầu rụt. Đầu nhỏ, cổ dài, trán nhỏ nhọn và nổi gân xanh, thiếu niên mà đi hoặc ngồi so đầu rụt cổ. Nhân trung ngắn, nông cạn. Tiếng nói đứt đoạn, giọng nói gấp mà hời hợp như người thiếu hơi, âm điệu buồn tẻ như người không có sinh khí. Ánh mắt đờ đẫn như kẻ si ngốc hoặc là người ngái ngủ, ngồi thì lưng như gục ngã, đứng nhìn thì chân không có gân cốt, đi thì thân hình siêu vẹo, bước chân thiếu vững vàng. Tất cả những dạng thức trên đều là biểu hiện của thần suy nhược, hôn ám đoản xúc nên không thể nào sống quá 50 tuổi. Bởi lẽ đó, có người tuy về hình tướng rất đẹp đẽ, phương phi mà chết yểu chỉ vì khí chất không cân xứng. Ngoài tổng quát về mạng non yểu kể trên, tác giả Phong Vân Tử trong cuốn Giáng Nhân Thuật còn liệt kê một vài hạn tuổi non yểu với một số dấu hiệu đặc biệt, cụ thể là chết yểu trong vòng 10 tuổi trở lại. Phàm tướng người non yểu trong độ tuổi trên được thể hiện qua đầu và trán nhỏ quá mức so với thân mình. Trán nổi gân xanh quá rõ rệt, phía sau đầu xương bị lõm xuống. Người to con mà đầu lại nhỏ, cộng thêm tiếng nói quá nhỏ, khó sống qua năm 15 tuổi. Tai mỏng như giấy, nhĩ căn bạc nhược, da mỏng và bóng như bôi dấu, khó vượt qua khoảng 16 đến 19 tuổi. Mắt lồi mà lòng đen ít, lòng trắng nhiều, nhĩ căn sạm đen, tai mỏng và hướng về phía trước, khó sống qua tuổi 20. Lông mày ngắn, mặt ngắn, không thọ quá 25 tuổi, mày thưa thớt, xâm phá ấn đường, mắt không có thần, môi xám là tướng đoản thọ trong vòng 26 tuổi. Mắt nhỏ, quyền thấp, xương thô, thịt teo mà hạ đỉnh quá dài nhọn, không quá 27 tuổi. Lông mày giao nhau mà mắt thoát thần, môi vẩu mà môi trên lại ngắn, da mặt quá mỏng, khó sống được quá 30 tuổi. Mắt lồi, lông mày ngắn, địa cát quá dài không tương xứng với khuôn mặt, khó sống quá 32 tuổi. Mặt thì lúc nào cũng lộ chân quang, lúc lại như chìm xuống. Lông mày vừa thô vừa ngắn, lại thêm hạ đình dài hẹp, không quá 34 tuổi. Lộ mắt, lộ hầu, xương nhỏ mà người mập, không quá 36 tuổi. Mắt lộ hung quang hừng hực, tính tình thô bạo thì dẫu mũi cao, sơn căn không gãy khúc thì cũng chỉ đến năm 39 tuổi khó tránh được số trời. Con người quá 50 tuổi mà chết thì không còn gọi là yểu tử nữa mà nên gọi là mạng vong hay là thọ chung. Thông thường thì kẻ sống mũi không ngay ngắn có chiều hướng lệch sang bên trái hay bên phải, ít khi sống quá 42 tuổi. Mắt nhỏ, mày co rút lại không tương xứng với khuôn mặt, sơn căn lại đầy đặn, thường sống đến khoảng từ 42 đến 44 tuổi. Bắt đầu phát phì mà thần khí lại có vẻ co rút thì khó qua được tuổi 49 và 50. Dĩ nhiên đây là theo cách tính của cổ nhân, khi mà người thọ đến 70 tuổi thì rất hiếm.
Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.